Sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Phương xảy ra mâu thuẫn với người yêu là Trương Tờ Cờ Dê. Sau một hồi cãi nhau, Phương vào bếp lấy dao chém nhiều nhát làm V bị trọng thương. Tại đây, Phương có quan hệ yêu đương với chị Trương Tờ Cờ V 34 y, trú ở tỉnh Hậu Giang và sống chung như vợ chồng. Khoảng 20 giờ 30 tối 24 tháng 9, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Phương cãi nhau lớn tiếng với chị V. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Phương đánh chị V và tiếp tục vào bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị V, khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa chị V đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo đến cơ quan công an. Sáng nay ngày 28 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Phương, 43 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan công an, Phương từ Quảng Ninh vào Huế thuê nhà trọ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy để làm việc. Nhận tin báo, công an phường Phú Bài và công an thị xã Hương Thủy đã đến hiện trường để điều tra vụ việc, bắt giữ đối tượng Phương xử lý theo quy định của pháp luật.